Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề cách chăm sóc cây mai vàng chậu sao cho mau lớn nha các bạn. Rồi thì muốn cây mai mà mau lớn thì mình phải chăm sóc làm sao cây mai nó phát triển tàn lá um tùm ha, và phát triển tàn lá um tùm và phải bón phân tưới nước đầy đủ và cân đối cho nó. Thì mình nói các bạn phải lựa chọn đánh đổi được cái này mất cái kia nha các bạn. Các bạn muốn chăm sóc cây mai mà mau lớn á, thì các bạn những việc sau các bạn không nên làm nha các bạn. Các bạn hạn chế là gì? Hạn chế là coi như là lặt lá, tỉa cành, cắt đôn, cắt rễ rồi các bạn ha. Thì mình hạn chế những cái việc đó vì mình nói nè, thì cái cây các bạn muốn sinh trưởng nhanh thì các bạn phải để cho nó tàn lá nó nhiều thì nó mới quang hợp nhiều và hô hấp nhiều để nó tạo chữ nhựa và nó sẽ giúp cho cành nhánh thân ha, nó lớn lên được. Còn các bạn mà cứ xả tàn, lặt lá, cắt rễ hoài á thì cái cây mai mình nó sẽ hạn chế lớn nha các bạn. Vì các bạn thấy những cái cây mai bonsai á thì đa số là nó không lớn luôn các bạn. Tại vì người trồng bonsai á, người ta cứ ép vô chậu nhỏ là một. Cái thứ hai là người ta cứ cắt tỉa hoài à. Bạn thấy không, cắt tỉa, cắt rễ hoặc là tỉa cành, tỉa lá hoài à. Bởi vì nó không có lớn. Thì cái cây mai cũng vậy. Các bạn muốn trồng mà mau lớn á thì các bạn phải đánh đổi. Giống như các bạn trồng phải thả như thế này nè. Thả cho nó tùm như thế này nè. Thả như tùm như thế này thì cái lượng phân bón mình bón vô nó nhiều hơn, thì nó ăn được nhiều hơn và nó uống nước cũng nhiều hơn nữa. Tại vì có lá nhiều thì nó ăn phân nhiều và nó uống nước nhiều, nó quy lực thì nó sẽ hô hấp nhiều, quang hợp nhiều để tạo chữ nhựa thì cái cây nó sẽ mau lớn. Rồi mình nói thêm cái vấn đề là ví dụ như cái nhà các bạn á, mà có nhiều cây, có 5-7 cây thì các bạn nên á, coi như là trổ bông ví dụ như một vài cây thôi để chơi Tết thôi, còn một vài cây mình chừa lại ha. Giờ sang năm á, mình những cái cây mình cho trổ bông rồi mình không cho trổ bông nữa, mình cho những cái cây mà năm rồi chứ không cho trổ bông á, mình cho nó trổ bông, có nghĩa là thay đổi như vậy đó. Thì tại vì các bạn biết á, cây mai mình cho trổ bông nó rất là mất sức, mất nhựa đó bạn. Vì mình trồng cây mai mình muốn càng lớn thì mình phải đánh đổi, coi như là không cho nó trổ bông nha các bạn, hoặc là hạn chế trổ bông. Mình nói không cho trổ bông hoặc hạn chế trổ bông cũng giống như các bạn hạn chế mà cắt rễ, xả tàn, tỉa tàn rồi đó thì cái cây mai nó mới lớn. Vì mình nói nè, đối với những cây mai tứ quý ghép á, thì mình không nói đi, nó mạnh mình không nói. Những cây mai vàng ghép như thế này, nếu các bạn cho trổ bông 2-3 năm liên tục á, thì cái cây mai bảo đảm nó chịu không nổi, nó suy liền các bạn. Bởi vì những cái cây mai mà vàng ghép này nè thì các bạn nên một năm cho trổ bông, một năm nghỉ, giờ năm sau, năm tới nữa mới cho trổ bông nữa nha. Có nghĩa là một năm trổ bông, một năm mình dưỡng lại không cho trổ bông, và một năm tới mình cho trổ bông, cái xen kẽ như vậy thì nó sẽ tốt cho cây mai của mình. Vì các bạn biết cây mai vàng ghép nó rất là khó chăm sóc, nó không phải giống như cây mai zin và cũng không giống như cây mai tứ quý ghép. Cây mai tứ quý ghép thì năm nào cho trổ bông cũng được rồi, mà tứ quý ghép nó rất là mạnh các bạn. Hoặc là những cái cây mà các bạn cây còn nhỏ đó các bạn trồng mà muốn nó mau lớn, những cái cây còn nhỏ mà trồng cho muốn mau lớn, hoặc là những cây bạn trồng ngoài đất cho nó muốn mau lớn các bạn, thì bạn hạn chế những cái việc nãy mình nói nha các bạn, thì nó sẽ mau lớn cái cây của mình. Vì khi cái tàn lá mà nó nhiều rồi đó, mình bón phân nhiều thì nó ăn nhiều, nó càng ăn nhiều càng mau lớn nữa các bạn đó. Cái điều quan trọng là phải tàn lá nhiều, vì mình bón phân theo chế độ mà tàn lá đó các bạn ha. Bởi vậy cái cây mà tàn lá nhiều thì ăn phân nhiều thì nó mau lớn, đường nó cái điều đó đương nhiên thôi. Giống như người mình ăn ít không bao giờ mà lớn mà mập nổi, bé cũng vậy, nó phải cần chế độ dinh dưỡng, ăn nhiều và phải hô hấp và quang hợp trao đổi chất cho cái cây mai của mình thì nó mà sẽ lớn được. Thì cái chế độ phân bón thừa đối với những cái cây mà bạn muốn lớn á, thì các bạn phải bón phân vừa hữu cơ vừa vô cơ nha các bạn, xen kẽ. Các bạn có thể chọn phân hữu cơ bất kỳ hoặc là phân bò, phân gà nén,
Còn phân vô cơ thì các bạn nên xài cái loại phân mà mưa thành phần đạm cao như thế này các bạn ha, phần đạm cao như thế này. Thì vì mình nói á, đạm nó quyết định cái, nó quyết định đa số chủ lực các bạn, coi như đạm nó là cái, nó quyết định chủ lực để cái cây mình nó mau lớn. Vì đạm nó là nguyên tố mà hình thành cái tế bào và nó sẽ phân chia tế bào đó các bạn. Vì cây thiếu đạm thì không bao giờ mà nó lớn mau lớn được các bạn ha. Bởi vì các bạn phải chọn những cái loại phân mà có nhiều đạm, ví dụ như phân 30-10-10 này nè, hoàng bón, hoặc là những cái loại phân đạm cá rồi các bạn ha, bánh dầu rồi đó, những cái loại phân đạm để mà bón. Thì các bạn bón đạm thì cái cây nó mới mau lớn được nha các bạn ha. Bón đạm nhưng phải bổ sung một chút lân và kali nha các bạn nè, có lân và kali chứ không phải bón đạm không, nhưng mình ưu tiên về đạm, bón ưu tiên về đạm. Và các bạn ngoài ra các bạn phải bón canxi, magie là và lưu huỳnh và vi lượng nữa các bạn. Vì thằng canxi, magie là lưu huỳnh nó đều là bổ trợ cho cái cây của mình, nó giáo á. Canxi thì nó bổ trợ rễ nó phát triển tốt ngoài lân, và magie thì nó bổ trợ cho lá mình có chất diệp lục để mà quang hợp. Còn lưu huỳnh thì nó tổng hợp những cái axit amin đó các bạn. Các axit amin thì nó là tiền thân của hóc môn sinh trưởng không các bạn. Bởi vì các bạn phải bổ sung cân đối, nhưng mà nghiêng quan trọng nhất là phải có đạm ha, đạm nhiều thì cây nó mới mau lớn được. Thì ngoài ra thì các bạn cũng phải, khi mà các bạn bón đạm nhiều như vậy á, thì sâu bệnh nó cũng nhiều, nên các bạn phải phòng ngừa, phòng chống tiêu diệt nó. Thì các bạn phải xịt ngừa sâu bệnh định kỳ cho mình ha, sử dụng những thằng confidor, thằng chị nhện đỏ như phe 500 SC rồi đó. Bạn phải ngừa, rồi ngừa nấm hồng. Vì khi các bạn mà bón đạm nhiều để đánh đổi thì sâu bệnh nó nhiều nha các bạn. Tại vì đạm, bón đạm nhiều thì cái cây của mình, cái màu lá, cái diệp lục lá nó sẽ quyến rũ những cái côn trùng chích hút ha, sâu bệnh nhiều. Nên mình phải phòng ngừa. Bạn sử dụng như Regen rồi đó, Karate để mà xịt nó. Rồi thì ngoài yếu tố đó thì các bạn phải muốn cây bự mau lớn thì các bạn phải trồng chậu lớn ha, nhớ nha các bạn, trồng chậu lớn. Thì đến đây thì các bạn nói sao mà khuyên chào trồng chậu nhỏ và bây giờ trồng chậu lớn. Trồng chậu lớn với điều kiện cây bạn lúc đó nó đã sung tàn lá nhiều rồi, các bạn thay qua chậu lớn liền, có nghĩa là một năm có thể các bạn thay hai lần, thay một đến hai lần chậu cho cái cây nó đủ loại, đủ các chất trồng để mà nó chứa phân nhiều, để mà cây nó ăn, để mà bộ rễ nó phát triển nha các bạn ha. Còn các bạn trồng mà cái chậu nhỏ quá mà các bạn muốn trồng cây mai mau lớn thì không có được đâu các bạn ha. Rồi đặc biệt cái đó, điều đánh đổi là cái dáng thế của cái cây là nó đương nhiên nó phải xấu rồi các bạn nha. Thì mình trồng cho nó mau lớn thì mình phải đánh đổi nó mau lớn xong mốt mình gom tàn, mình thửa tàn là mấy hồi nha các bạn. Bạn yên tâm, ví dụ đó mình phải trồng thả cho nó ha, thả cho nó tàn lá nhiều để cho cây nó mau lớn. Mình mau lớn trước cái đã, rồi sau này mình sẽ điều chỉnh lại, mình uống, mình cắt, mình tỉa lại sau này nha các bạn. Rồi khi mình thay đổi kích thước chậu như thế đó, thì bộ rễ nó phát triển nhiều, tàn lá nó phát triển nhiều, thì mình phải sẽ tăng cái lượng phân bón lên nha các bạn. Muốn cái cây mau lớn lên thì phải tăng cái lượng phân bón lên, tăng liên tục. Cứ thấy cây mình nó phát triển tàn lá càng nhiều thì mình tăng lượng phân bón lên. Mình bón có thể là một tháng hai lần nha các bạn, với những cái loại phân mà hóa học như thế này nè, để cho mà cây nó mau phát triển. Ví dụ như cái tháng đầu các bạn bón phân 30-10-10 này nè, 10g, thì cái tháng sau các bạn có thể tăng lên 12g, tháng sau nữa các bạn có thể tăng lên 14g nha các bạn. Tăng như vậy đó, tại vì cái cây mai mình trồng thả tàn lá nhiều thì các bạn phải tăng liên tục cái lượng phân như vậy, và bổ sung thêm phân hữu cơ nữa nha các bạn, xen cả phân hữu cơ nữa nha các bạn. Đó. Nhớ bón những cái loại phân đạm cao như thế này nè, thì cái cây nó sẽ mau lớn đó các bạn. À, nó mau lớn. Rồi, thôi video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.